Nhìn cái này cả nhà có biết là cái gì không? Đó là trứng cà rô đó cả nhà. Hôm nay Tướng làm món trứng cà rô kho ăn cơm với canh chua cà rô luôn nha. Trứng cá thì trước khi kho Tướng phải chiên qua cho đừng bị nát. Tướng ướp trứng cá với đường, hạt nêm rồi tương ớt chin su cho nó cay cay. Trộn đều lên rồi phi hành tỏi cho thơm, thiệt là thơm. Sau đó cho trứng cá vào kho. Trứng cá Tuấn chiên qua là nó chín rồi nên mình kho nhanh thôi. Tuấn cho thêm tương ớt chin su vào cho nước kho nó sạch lại. Mà tương ớt cay sẵn rồi, không cần thêm ớt sắt. Bỏ thêm hành lá vào nữa là xong món này. Lúc nãy Tuấn có chiều lại một phần trứng cá. Bây giờ Tuấn sẽ lăn bột chiên nè. Trứng này Tuấn cũng chiên sơ qua rồi thì nó mới cứng lại. Giờ chỉ cần áo qua lớp bột rồi chiên ăn thôi. Món này ăn chơi chấm tương ớt vậy chứ dính lắm à nha. Nấu ăn riết giờ học món mới còn nhanh hơn học thổi đóng phim nữa. Tay chân cũng nhanh nhẹn hơn nhiều luôn. Ông nào không tin thử vào bếp một tháng là biết liền à. Rồi múc luôn tô canh chua cà rô nấu với lá giang và bông súng nữa. Bữa nay nồi cơm tới công chuyện luôn. Thằng Trình nó mê độ cay của tương ớt sriracha rồi. Còn tôi thì cứ chiên su mà chấm mạnh tay thôi. Mời cả nhà ăn cơm với Tuấn nha. Cả nhà đón thử bữa cơm hôm nay hết bao nhiêu tiền chợ nè.